Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước ở các chương kia thì thầy đã quay xong hết rồi. Ở tập 2 này nè em. Trong tập 2 này thì thầy chỉ còn có cái chương 8 này nữa, đó chính là cái phần hình học phẳng tam giác. Nếu như mà các em mà muốn xem trước á, thì thầy nghĩ các em nên xem ở cái bộ cánh diều. Tại vì cái bộ cánh diều là thầy đã quay từ cái bài số 1 cho tới bài 13. Thực chất á, là hai nội dung nó gần như là hoàn toàn giống nhau các em. Cũng học về tổng số đo của các góc trong tam giác, rồi đường xuyên, đường vuông góc, rồi các trường hợp bằng nhau của tam giác, vân vân và vân vân. Nghĩa là ví dụ như ở quyển sách này nó nhập hai cái nội dung lại thành một, thì cái ở cái bộ cánh diều thì nó tách ra. Thì nếu như các em mà có học trước mà thầy chưa ra video kịp thì chúng ta nên xem ở bộ cánh diều, tại vì bộ cánh diều thì thấy người ta viết cũng rất là rõ và rất là hay em nha. Nghĩa là ở ba bộ sách thì chúng ta có thể tham khảo qua lại với nhau. Ok, trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu quay cho em ở chương 8 này, nó có 10 bài ha, hình học phẳng. Chúng ta học về tam giác và thầy nhấn mạnh luôn này cho các em và quý phụ huynh nắm này. Cái phần tam giác này là một cái phần cực kỳ quan trọng. Tại sao thầy nói quan trọng? Tại vì nó liên quan tới kiến thức lớp 8 và lớp 9 và thậm chí là chương trình phổ thông rất là nhiều. Và cái kiến thức cơ bản của nó là nằm ở trong cái chương này rất là nhiều em. Ví dụ như về các trường hợp bằng nhau tam giác này, rồi các cái đường, ví dụ đường trung tuyến này, đường trung trực này, đường phân giác này, đường cao này, nó sẽ có những tính chất gì và chúng ta nhìn vào đâu để chúng ta xác định đây là đường trung tuyến này, đây là đường trung trực này, đây là đường cao này, thì chúng ta phải học kỹ ở phần này, học tới đâu phải chắc tới đó. Và các em phải nhớ làm nhiều bài tập để chúng ta rèn luyện ha. Qua chương trình lớp 8 hình học rất khó các em, và chương trình lớp 9 là càng khó nữa, nên chúng ta phải hết sức là chú ý các em nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài đầu tiên ở trong chương 8 này. Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 1 em, góc và cạnh của một tam giác. Ở trong cái bài này chúng ta sẽ được học hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó chính là tổng số đo ba góc của một tam giác, và nội dung thứ hai đó chính là quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái hoạt động khởi động đầu tiên nha. Hãy đo ba góc của và ba cạnh của tam giác trong hình bên. Em có nhận xét gì về tổng số đo của ba góc trong tam giác này? Hãy so sánh tổng độ dài của hai cạnh với độ dài cạnh còn lại. Thì thầy sẽ trả lời này. Tổng số đo của ba góc trong tam giác này đó chính là bằng, sau khi chúng ta cộng lại thì bằng 180 độ này. Hãy so sánh tổng độ dài của hai cạnh với độ dài cạnh còn lại. Thì tổng độ dài hai cạnh nó sẽ lớn hơn độ dài cạnh còn lại, bất kỳ luôn các em, độ dài cạnh còn lại nha. Tổng là phép gì? Phép cộng. Thầy lấy ví dụ cạnh này cộng cạnh này thì nó lớn hơn cạnh này, hay là cạnh này cộng cạnh này thì lớn hơn cạnh này, hay là cạnh này cộng cạnh này thì lớn hơn cạnh này, nhớ không thầy? Đấy, người ta gọi là bất đẳng thức trong tam giác nha. Thì tí nữa học rồi chúng ta sẽ biết được cái bất đẳng thức đó, nó rất là quan trọng em. Chúng ta sẽ đi sang ở phần phần 1. Tổng số đo ba góc của một tam giác thì bây giờ chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của người ta này. Cái hoạt động 1 này. Cắt một tấm bìa hình tam giác và tô màu ba góc của nó ở hình 1A. Đây. Các em thấy ở đây các em thấy tô ba cái màu không? Cắt rời ra. Sau đó đặt thành cái góc kề này. Thì tổng cái góc ba góc này nó kề bù này, đây tạo thành góc bẹt này, thì nó sẽ bằng ở đây bao nhiêu độ? Bằng 180 độ này. Em hiểu nè. Như vậy thì người ta hỏi là em hãy dự đoán tổng số đo của ba góc trong hình 1B. Như vậy người ta dự đoán thì tổng số đo của ba góc trong tam giác là 180 độ. Nhớ nha. Nhớ 180 độ em nha. Đó, ghi cho rõ như vậy. Kem nào, góc này cộng góc này cộng góc này thì nó tạo thành một góc bẹt này. Ba góc này là ba góc kề bù nhau nên là nó sẽ bằng 180 độ này. Câu B. Chứng minh tính chất về tổng số đo ba góc trong tam giác theo gợi ý sau. Em nhìn này. Kem thấy ở đây góc số 1, góc số 2 và góc số 3. Đúng không? A1, A2 và cộng góc A ở đây. Như vậy góc này bằng góc này ở vị trí gì? So lên trong. Như vậy góc B, đây này, nhìn này.
Tại vì xy song song với bc thì góc a1 này sẽ bằng góc b. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ điền đây là đó chính là góc a1. Sao lấy trong. Tương tự như vậy góc c sẽ bằng góc a2. Đó thì làm luôn đó. Như vậy từ 1 và 2 thì chúng ta ở đây chúng ta có là góc b cộng góc c. B cộng A cộng C thì bằng A1 cộng A cộng A2. Bằng góc XAY thì cái này sẽ bằng là 180 độ. Được chưa? Ta có định lý sau. Tổng số đo ba góc của một tam giác thì bằng bao nhiêu độ em? Bằng 180 độ. Ghi tại cái phần này vô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ví dụ 1 nha. Ta hiểu chưa? Cái nội dung định lý này cực kỳ quan trọng này. Bất kỳ tam giác nào, từ tam giác vuông, tam giác tù, tam giác nhọn, tam giác cong, tam giác đều, bất kỳ, hiểu nào, nghĩa là cứ đã tam giác thì số đo của nó, ba góc của nó cộng lại sẽ bằng 180 độ. Ok, ví dụ này, từ đây góc A cộng góc B trong tam giác ABC đây. Trong tam giác ABC thì chúng ta có góc A cộng B cộng C bằng 180 độ, đúng không? Từ đây thầy muốn tính một góc, ví dụ thầy muốn tính góc A thì các em sẽ lấy số đo của 180 độ trừ cho hai góc còn lại, nghĩa là trừ cho góc B và trừ cho góc C. Nếu ở đây tính góc B thì các em lấy 180 trừ cho góc A và trừ góc C. Nhớ là như vậy. Hiểu chưa? Đó. Ta đi sang ví dụ 1 em nha. Như vậy thì ở trong cái hình A, tam giác ABC, chúng ta thấy góc B bằng 62 độ, góc này bằng 28 độ, chứng tỏ góc A của chúng ta có phải bằng 180 độ trừ cho góc B và trừ góc C. Nghĩa là ở đây bên đây người ta làm rồi, bên đây thì làm nhanh để các em hiểu thôi. Hiểu không nào? 28 độ thì bằng ra, thì ra được góc A ở đây. Em hiểu không? Không, 90. 90 thì chứng tỏ ở đây cũng sẽ là 90 độ. Góc này sẽ bằng 90 độ này. Và 90 độ này chính là góc vuông em. Đúng không? 180 trừ 90 thì bằng 90. Tương tự như vậy, lấy 180 trừ hàng này ra góc đây. Rất là dễ đúng không? Thì bên đây người ta đã trình bày cho em này. Đây. Đó. Vậy thôi. Hiểu chưa nào? Như vậy thì ở cái phần chú ý, chúng ta sẽ ghi thầy phần chú ý này vô trong vở nha. Tam giác có ba góc nhọn được gọi là tam giác nhọn. Tam giác nhọn thường hình ảnh của chúng ta là như này. Đó, thầy vẽ để chúng ta trong đầu mình hình dung ra trước. Và kể từ nay trở về sau, khi người ta không nói gì hết thì chúng ta sẽ vẽ thầy tam giác nhọn. Còn ví dụ trong đề bài người ta yêu cầu là vẽ tam giác cong, ABC cong và A chẳng hạn, thì chúng ta vẽ ra tam giác đều, tam giác tù hay tam giác vuông. Nhưng người ta không nói những từ đó thì chúng ta sẽ mặc định là vị tam giác nhọn nha thầy. Tam giác có một góc vuông gọi là tam giác vuông. Cạnh đối diện với góc vuông gọi là cạnh huyền. Hai cạnh cũng là hai cạnh góc vuông. Đây các em này, nhìn này. Ví dụ tam giác vuông của chúng ta là, nhìn này. Góc vuông ở đây, đúng không? Góc vuông ở đây. Góc vuông là góc bằng 90 độ là góc vuông. Thì hai góc ở đây gọi là hai góc nhọn. Thì cái cạnh này này, cái cạnh này người ta gọi là cạnh huyền. Cạnh huyền. Còn cái cạnh này và cái cạnh này người ta gọi là cạnh góc vuông. Cạnh góc vuông. Hiểu như nào? Cái tam giác vuông có hai cách vẽ em. Một là vẽ đứng như vậy, hai là vẽ nằm như này. Vẽ nằm thì góc vuông nó nằm ở trên đây. Thì cạnh này sẽ là cạnh huyền. Các em hiểu như vậy. Cứ đối diện đây, cạnh này là sẽ đối diện với góc này. Tương tự như vậy, cạnh này sẽ đối diện góc này. Đó, nghĩa là khi chúng ta đọc tam giác có một góc tù được gọi là tam giác tù. Tam giác tù thường cái hình ảnh là như thế này các em. Góc tù thì góc nó lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Đây góc tù này. Góc này góc tù này. Đó góc tù. Hiểu chưa? Khi đọc tới đâu là phải hình dung và vẽ được cái hình. Tại vì học môn hình mà không vẽ được cái hình là coi như vứt. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái thực hành 1 em nha. Cái phần này thì nó rất là dễ chứ không có gì khó nha em. Và xác định luôn nó là tam giác gì nha. Vuông, tù hay là nhọn nha. Dù hình A này. Thầy làm nhanh em. Chúng ta có tam giác CDE có phải có góc C cộng góc D cộng góc E thì bằng 180 độ không? Từ đây chúng ta suy ra góc C bằng 180 độ trừ góc D và trừ cho góc E. Như vậy ở đây bằng 180 độ trừ cho đây là 58 độ và trừ đây cho 32 độ. Này cộng 90 thì cái này bằng 90 độ. 90 độ thì chứng tỏ nó sẽ là tam giác vuông. Từ đây chúng ta suy ra tam giác CDE là tam giác gì? Tam giác vuông.
Tại đâu? Vuông tại C. Tại C nghĩa là góc đây là tam giác giác vuông nghĩa là bằng 90 độ này, 90 độ. Hiểu chưa? Tương tự như vậy. Chúng ta có hình đây hình A ha, hình B. Cái tam giác FGH có gì em? Có góc F cộng góc G cộng góc H ở đây sẽ bằng 180 độ. Ở đây chúng ta cũng tính góc F, từ đây chúng ta suy ra F sẽ bằng là 180 độ trừ G trừ H sẽ bằng 180 độ, trừ cho G chúng ta là 68 độ trừ 42 độ. Đúng không? Như vậy 68 42. Như vậy thì ở đây là 0 110, ở đây chỉ bằng 70 độ. Và 70 độ thì thằng này 70 độ thì chứng tỏ là ba cái góc này đều ba góc nhọn, tại vì nó nhỏ hơn 90 độ mà. Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác FGH là tam giác nhọn. Hiểu chưa? Đó. Ta có hình C. Hình C các em. Ta tính góc Y đúng không? Ta có tam giác Y cari có góc Y cộng góc K và cộng cho góc R sẽ bằng 180 độ. Những kiến thức sâu thì chắc chắn nó sẽ khó hơn, cho nó không dễ như này đâu em, nhưng mà nó cũng xuất phát từ những kiến thức cơ bản như này để chúng ta làm nha. Như vậy thì ở đây chúng ta đi tính góc Y sẽ bằng 180 độ trừ góc K trừ góc R. Ban đầu người ta cho em dễ trước rồi chứ, để chúng ta có tinh thần học tập trước chứ, đúng không? Nhào vô mà khó liền thì ai đâu mà nản liền rồi chứ. Em trừ cái này ra thì góc này sẽ bằng là 97 độ em. Góc 97 độ nghĩa là lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 thì nó chính là góc tù. Chứng tỏ cái tam giác Ikari là tam giác tù. Tam giác tù, xong. Hiểu chưa? Đó. Em hiểu không? Nhớ từ nay trở về sau cứ tổng số đo của ba góc trong tam giác là bằng 180 độ là ok. Các em muốn xem trước các bài thì các em cứ xem ở phan qua cái bộ cánh diều là nói chung kiến thức nó cũng khá là hay em, khá là hay. Thầy cảm nhận như vậy rất là rõ ràng, nó tách ra từng bài nghe. Ví dụ như ở bộ cánh diều thì nó dạy cái bài số 1 là tổng số đo ba góc trong tam giác bằng 180 là xong á, còn ở đây là bài 2 của nó này. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác thì cái bộ này nó nhập hai cái anh này lại thành một bài này. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang hoạt động 2 này. Hãy so sánh tổng tổng là phép gì? Tổng là phép cộng độ dài hai cạnh của tam giác trong hình bốn cái cạnh còn lại. Thì bây giờ này, tổng thì chúng ta ví dụ lấy AB cộng với AC trước. Được không? Ở đây sẽ bằng là gì? AB chúng ta là bằng 9, AC là 5. Thì kết quả ở đây sẽ bằng là mấy? 14. So với cạnh BC của chúng ta là bằng 12 thì chắc chắn cái này sẽ lớn hơn, đúng không? Tương tự như vậy AB cộng BC. AB chúng ta là 9, BC là 12 thì cái này bằng 21. Thì cái này nó cũng sẽ như thế nào so với cạnh AC? Nó sẽ lớn hơn AC đây bằng 5. Đúng chưa? Chúng ta lấy AC cộng cho BC. AC chúng ta bằng 5, BC ta bằng 12 thì kết quả bằng 17. Thì so với AB, AB ta bằng 9 thì chắc chắn nó lớn hơn. Đấy, vậy thôi. Nói tóm lại, tổng độ dài của hai cạnh bất kỳ nó luôn luôn lớn hơn cạnh còn lại, nghĩa là cạnh thứ ba. Hiểu chưa? Em rõ chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ thừa nhận định lý sau này, ghi thầy nội dung này vô. Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. Nhóm thành như vậy. Đó là tổng nhá. Còn nếu hiệu, nếu hiệu thì sẽ nhỏ hơn, nhóm này như vậy, nếu hiệu thì sẽ nhỏ hơn cạnh còn lại. Thầy nói ví dụ chúng ta lấy AB trừ AC thì luôn luôn nhỏ hơn cạnh BC, hoặc là chúng ta lấy BC trừ cho AC thì luôn luôn sẽ nhỏ hơn cạnh AB. Nếu tổng thì lớn hơn mà hiệu thì nhỏ hơn, nghĩa là gì? Ta hình dung cái này, ví dụ cạnh AB đúng không, thì nó sẽ nhỏ hơn là BC cộng cho AC, nhưng nó sẽ lớn hơn BC trừ cho AC. Nhớ không thầy? Đây, cái này gọi là bất đẳng thức trong tam giác. Bất đẳng thức trong tam giác. Cái này rất quan trọng này. Em hiểu chưa? Đấy. Đây. Ta ghi này phần này vô.
ta luôn luôn có hình thức này. Các bất đẳng thức trên gọi là bất đẳng thức tam giác, bất đẳng thức nha. Nó luôn luôn là một cạnh thì nó sẽ nhỏ hơn tổng và lớn hơn hiệu, nhớ là như vậy. Xong ta sẽ đi sang là trang tiếp theo, trang 46 nha. Đây tiếp tục em, giống như nãy thầy nói thì từ bất đẳng thức này nhận xét đây ghi thằng cái phần này quan trọng này, cái phần nhận xét này. Trong một tam giác độ dài một cạnh này, một cạnh này bao giờ cũng lớn hơn, lớn hơn gì? Lớn hơn hiệu. Hiệu là trừ, là phép trừ, và nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn tổng. Nhớ lại như vậy. Chẳng hạn này, cạnh AB thì cạnh AB sẽ nhỏ hơn là tổng này, tổng của cạnh AC cộng BC, và AB này sẽ lớn hơn AC trừ BC, trong đó là AC lớn hơn BC nhá. Hay này. Ok, các em ghi thầy phần này vô nha. Rất quan trọng luôn, chủ yếu là cái phần này này. Phần này này. Ví dụ trong các bộ ba đoạn thẳng như đây, bộ ba nào có thể là bộ ba cạnh của tam giác. Nếu như ở đây chúng ta thấy này, tổng tổng đây là một cạnh ta 6 mà tổng hai này cộng lại là mới có 5 à. 5 thì nhỏ hơn 6 thì chứng tỏ thằng này không thể nào lập được tam giác được. Đúng không? 6 này thì bằng bằng cũng thể lập được. Cái này đúng này. Cái này lập đúng này, tại vì sao? Tại vì nó thỏa mãn là số 6 này nó sẽ nhỏ hơn là gì? 4 cộng 3. Và số 6 này nó sẽ lớn hơn là gì? 4 trừ 3 là đúng. Đúng này, đúng theo cái bất đẳng thức. Còn cái này tại sao sai? Cái này ví dụ 6 thì nó không không thể nào mà nhỏ hơn là 4 cộng 2 và đây là lớn hơn 4 trừ 2 được. Đúng không? Tại vì cái này là bằng 6 thì 6 không thể nào nhỏ hơn 6 được. Cái này sai chỗ này này. Còn cái này thì quá sai rồi, tại vì 6 không thể nào nhỏ hơn 2 cộng 5 được, 2 cộng 3 được, tại vì 2 cộng 3 bằng 5. Cái này sai, trái với bất đẳng thức trên đây. Cái hiểu chưa? Chỉ có bộ 3 này là đúng thôi này. Cái này đúng nè. Hiểu chưa? Lưu ý này, ghi thầy phần lưu ý này vô luôn. Khi xét độ dài 3 đoạn thẳng có thỏa mãn các bất đẳng thức hay không, ta chỉ cần so sánh độ so sánh gì? Độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại. Và thông thường ta sẽ lấy cái anh mà lớn nhất so sánh tổng là dễ hiểu nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm hai phần này, phần thực hành với lại cái phần vận dụng nha. Phần thực hành hai câu A này thì bây giờ các em thấy cạnh lớn nhất là 11, đúng không? Chúng ta sẽ so sánh với cái gì? Tổng, đúng chưa? Như vậy thì 11 thì có phải nó nhỏ hơn 7 cộng 8 không? Tại vì 7 cộng 8 nó bằng 15. Nhưng mà cái này đúng. Đúng. Chứng tỏ là nên 7 này, 7 cm, 8 cm và 11 cm. Đúng không nào? Là một tam giác là độ dài 3 cạnh của tam giác, của một tam giác đấy. Cái này là cái em ghi là theo bất đẳng thức ha, theo bất đẳng thức tam giác. Xong câu B, chúng ta thấy 16 không? 16 thì cái này là bằng 7 cộng 9, 7 cộng 9 là bằng 16, bằng thì cái này là không thỏa mãn nữa. Không thỏa mãn, không thỏa mãn thì chứng tỏ nó không thể nào gặp lập được. Kem kết luận ở đây là nên 7 cm, 9 cm và 16 cm ha. Không phải là gì đó độ dài cạnh của tam giác theo bất đẳng thức tam giác này đó, kem tự ghi vô được chưa. Câu C, 16 cái này nó lại lớn hơn 8 cộng 9 thì cái này cũng không thỏa mãn. Và chúng ta kết luận giống như thế này, nên gì đó, không phải là gì đó. Hiểu chưa? Hiểu hiểu kết luận như thế nào? Nghĩa là không không phải là độ dài ba cạnh của một tam giác theo bất đẳng thức tam giác. Xong, chỉ có câu A là thỏa mãn là đúng thôi này. Cái này đúng này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần vận dụng, nữa là xong phần lý thuyết. Nghĩa là thầy sẽ chia ra một tiết lý thuyết và tiết còn lại là tiết bài tập. Ta đi sang phần vận dụng nghe, phần vận dụng.
Cho tam giác ABC với độ dài ba cạnh là bài số nguyên, nhớ là bài số nguyên nhé. Nếu biết AB bằng 5, AC bằng 3 thì độ dài cạnh BC là bằng bao nhiêu cm thì chúng ta áp dụng bất lượng tức thôi. Không, ta ghi là áp dụng bất đẳng thức. Bất đẳng thức trong tam giác ABC có, thì chúng ta thấy ở đây BC á, thì nó sẽ nhỏ hơn tổng. Ở đây chúng ta quan sát là AB bằng 5 và AC bằng 3, thì chứng tỏ AB lớn hơn, thì chúng ta nên viết AB trước, AB cộng AC, và nó sẽ nhỏ hơn tổng và lớn hơn hiệu là AB trừ cho AC. Sau đó chúng ta thế số vô, AB chúng ta là bằng 5 trừ 3 sẽ nhỏ hơn BC, đây tương đương ha, 5 cộng 3. Từ đây chúng ta tương đương. Như vậy thì ở đây là 5, đây là 2, BC ở đây là mấy, 8. Như vậy BC là lớn hơn 2 và nhỏ hơn 8 thì nó phải từ số 3 tới số 7. Mà BC là số nguyên, BC là số nguyên nên BC nó sẽ thuộc số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7 cm nha. Vậy ta kết luận ở đây, vậy BC có thể là, đó chính là 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm và 7 cm. Xong, được chưa? Chúng ta áp dụng một cách linh hoạt như vậy. Học lý thuyết ấy thuộc là một chuyện, mà áp dụng trong cái việc làm bài tập là một chuyện khác em. Thuộc lòng thì ai học chả được, nhưng quan trọng nhìn vào bài và để linh hoạt và chúng ta biến đổi các công thức đó một cách vi diệu thì không phải ai cũng giống nhau. Nên tại sao có người giỏi toán và có người không giỏi toán là như vậy. Ví dụ đưa bằng lý thuyết thì nếu như các bạn mà thích môn xã hội văn sử địa thì thầy nói em học nhanh lắm, nhưng mà khi áp dụng vào toán thì lại không biết là làm đó. Nên là ngay từ đầu cái bài này, và thầy sẽ chốt lại một lần nữa, nhớ hai kiến thức rất quan trọng. Một là tổng số đo của ba góc trong tam giác là bằng bao nhiêu độ các em? Đó chính là bằng 180 độ. À cha, thì trong đó nó có ba loại tam giác là tam giác nhọn, tam giác vuông và tam giác tù. Kể từ nay trở về sau người ta không nói gì thì chúng ta sẽ vẽ nó chính là tam giác nhọn. Ok, một cái. Cái thứ hai đó chính là trong một tam giác thì theo bất đẳng thức tam giác thì một cạnh của tam giác thì nó sẽ nhỏ hơn tổng của hai cạnh. Tổng hai cạnh là phép cộng đấy, đúng không? Và nó sẽ lớn hơn hiệu của hai cạnh, hiệu đó chính là phép trừ. Vậy thôi. Ok, đó chính là hai kiến thức cực kỳ quan trọng. Khi mà để xác định được nó là độ dài tam giác hay không thì các em cứ lấy cái độ dài của cái cạnh lớn nhất ấy, ta so sánh tổng hai cái. Nếu nó nhỏ hơn là gần như đúng rồi đó. Em hiểu nè. Mà nó bằng hoặc là nó lớn hơn thì chứng tỏ nó sai, nghĩa là nó không thỏa mãn. Vậy thôi. Như vậy trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em phần bài tập em nha. Các em nên làm phần bài tập trước. Ok. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh